Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình PBS. Hôm nay chúng ta có nhiều điều cần tâm tình với nhau. Trước hết là chúng tôi xin cảm ơn khán giả tên là ông Thế đã gửi cho tôi một bản tin đặc biệt mà mấy ngày hôm nay nhiều khán giả đã điện thoại cho Dương Đại Hải. Đó là bản tin nói về dân Hoa Kỳ nên cẩn thận việc hạt giống Trung Quốc tự nhiên gửi tới nhà. Giới chức chính quyền tại một số tiểu bang Mỹ nói rằng người dân của họ báo cáo bỗng dưng nhận được các túi nhỏ đựng hạt giống từ Trung Quốc gửi qua đường bưu điện đến nhà và kêu gọi công chúng chớ gieo những cái hạt giống này xuống đất sau khi nhận được. Theo bản tin của tờ USA Today, thì hôm thứ Hai 27 tháng 7, các cơ quan nông nghiệp ở tiểu bang Washington, Louisiana, Kansas và Virginia mới đây đã đưa ra thông cáo nhằm báo động với dân chúng rằng những hạt giống này có thể phát triển mạnh mẽ và gây hại cho các loại thảo mộc ở địa phương hay cho thú vật nếu mà ăn phải cái loại hạt giống này. Nghĩa là quý vị khi mà nhận được những hạt giống ở bưu điện gửi đến mà quý vị không có order thì quý vị thứ nhất đừng có trồng xuống đất, đừng có gieo. Thứ hai, đừng có cho súc vật ăn. Bởi vì những cái hạt giống này đã được tổ cộng ngâm với những cái loại thuốc độc. Vì thế cho nên nó rất độc hại cho con người, độc hại cho loài vật và độc hại cho thực vật. Giống như cái loại chăn Ấn Độ mà những cái người đi du lịch đem từ Ấn Độ về thả xuống ở tiểu bang Florida. Giờ này rất nhiều loại chăn rắn nổi tiếng ở vùng Florida chết người. Vì vậy cho nên nhà cầm quyền của tiểu bang Florida đã phải ra lệnh mỗi một năm như vậy, treo giải thưởng hàng trăm nghìn đô la để bắt những cái loại chăn này tiêu diệt. Chúng sinh chơi nảy nở quá nhiều. Rồi có những cái loại cá ở Nam Mỹ Amazon, chúng đem bắt về thả xuống ao hồ. Vì thế mà nhiều loại cá ao hồ của địa phương đã bị sát hại. Rồi những cái loại cá của miền Á Châu. Để bây giờ đến lượt những cái hạt giống của tàu cộng. Cho nên quý vị phải rất cẩn thận. Bà Lori Curry, người sống ở thành phố Tule, tiểu bang Utah, đã nói với đài Fox 13 rằng bà ngạc nhiên khi thấy hai bao nhỏ trong hộp thư có vẻ như là đựng bông tai. Quý vị thấy chưa? Nó lưu manh, nó lừa người ta. Ở bên ngoài là cái hộp để chữ đeo bông tai. Nhưng mà khi bà mở ra, lạ lùng là có những cái hạt giống. Và mới đưa lên trên Facebook thì có 40 người khác liên lạc với bà. Họ nói rằng họ cũng gặp những trường hợp tương tự như thế. Hạt giống bên tàu tự nhiên gửi tới nhà Ohio. Có lẽ quý vị cũng nên coi đây là cái hạt giống mà tôi đã nhận được. Để quý vị thấy nó giống như những hạt rẻ. Đó, giống như hạt cashew. Rồi lại có những loại hạt đen như thế này. Cho nên quý vị phải rất cẩn thận. Nói tóm lại, hạt giống gì cũng vậy, không nên trồng, không nên dùng và nên gửi cho cảnh sát hoặc là gửi cho sở nông nghiệp của địa phương. Cho đến bây giờ thì nhiều tiểu bang đã bị, giống như có một ông tên là ông Strain, ông ở tiểu bang Louisiana, ông ấy nói rằng ngay lúc này chúng tôi đều không biết loại hạt giống gì, nhưng đồng bào nên gửi đến cho sở nông nghiệp và cảnh sát để họ nghiên cứu. 6 tiểu bang Ohio, Washington, Louisiana, Kansas, Virginia và Arizona đã nhận được cái loại hạt giống này. Cho nên quý vị rất cẩn thận để cho chúng ta khỏi bị cảnh chết người. Quý vị đừng quên rằng là tổng ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pompeo trong bài diễn văn ngày 23 tháng 7 vừa rồi ở thư viện của Nixon, ông đã nói rằng là tàu cộng là kẻ thù của Hoa Kỳ và tàu cộng không muốn làm ma bế Hoa Kỳ nhưng mà muốn xâm nhập và tiêu diệt Hoa Kỳ để tàu cộng làm bá chủ thế giới. Cho nên họ không từ chối những cái hành động ác độc thâm hiểm nào
nếu có thể giết được người dân Hoa Kỳ. Cho nên quý vị, mấy ngày hôm nay, vào khoảng 10 ngày hôm nay, tôi nhận được rất nhiều điện thoại của đồng bào gọi cho đến, cho biết rằng là có những cái loại hạt giống kỳ lạ. Rồi tôi lại nhận được một bản tin nữa của ông Thế nói về ông Joe Biden. Quý vị biết rằng trong cái cuộc họp báo cách đây 10 ngày ở bên Ukraine, một ông nghị sĩ và một ông công tố viên đặc biệt đã tuyên bố cha con Joe Biden là tham nhũng, đút vào túi ít nhất 6 tỷ đô la cái tiền viện trợ cho Ukraine về vấn đề khí đốt, mà Joe Biden đã cho thằng con là Hunter Biden qua bên Ukraine mở cái công ty Burisma và nó làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên những cái tiền mà bên Mỹ gửi qua thì lại ký cho Hunter Biden, mà cái người ký ở bên Mỹ là Joe Biden, là bố của Hunter Biden. Rồi Hunter Biden lại ký nhận thì trả cho bên Tàu. Bên Tàu là bán máy móc cho bên Ukraine, bởi vì cha con Joe Biden đã thông đồng với Tàu là bảo cái tiền viện trợ của Ukraine này, Ukraine phải mua các cái dụng cụ về khí đốt ở bên Tàu, và từ đó mới chuyển tiền qua bên cho trở lại Hunter Biden. Đó. Rồi quý vị thấy nó điều hồng hay không? Ukraine muốn nhận được tiền viện trợ của Mỹ 1.600 triệu đô la khí đốt mỗi năm, họ phải đặt hàng ở bên Tàu. Đó là theo lệnh của Joe Biden. Và mua của bên Tàu thì Ukraine không có tiền trả. Lúc bây giờ bên Tàu mới gửi cái invoice cho bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mới lại nhận được cái invoice đó, mới cho tiền, cung cấp tiền bạc cho bên Ukraine, mà công ty Ukraine là Burisma lại do thằng con Hunter Biden nó ký nhận. Cho nên tiền đi vòng vòng, cuối cùng lại vào tiền của túi Hunter Biden. Là vì Hunter Biden còn là đứng làm cố vấn và consultant cho công ty Tàu. Cuối cùng cha con Joe Biden ăn hết. Thế là chưa kể, rồi quý vị sẽ hỏi làm gì mà đến 6 tỷ, đúng. Cứ mỗi một năm như vậy, cái số tiền mà viện trợ cho Hoa Kỳ, viện trợ cho Ukraine vào khoảng 1.8 tỷ, thì do Joe Biden, Obama đã ra lệnh Joe Biden phụ trách cái ngân sách đó. Và Joe Biden làm phó tổng thống 8 năm. Mình cứ tính cái nhiệm kỳ 2 thôi, từ 2009 cho đến 2016, Joe Biden được Obama trao cho vấn đề quản lý tiền viện trợ. Nó ăn một cách công khai, bởi vậy nó mới chở thằng con Hunter Biden qua Ukraine, chở thằng Hunter Biden qua bên Tàu, Trung Cộng với Tập Cận Bình, để ký hợp đồng với Tàu. Nó đại diện cho cả Ukraine, nó đại diện cho cả Tàu, và nó lấy tiền của Mỹ. Cái bản tin mà tôi nhận được mới đây của Mông Thế cho biết rằng có nhiều người Việt Nam, không cần biết họ là cộng sản hay là quốc gia, nhưng mà họ nói rằng là những cái bản tin mà nói rằng Joe Biden không giúp người Việt Nam Cộng Hòa năm 75 là sai. Thì đây chúng tôi có bản tin trong tay. Bản tin này nói về bản chất tàn độc của Joe Biden đối với người Việt tị nạn năm 75. Đã phản ảnh trung thực qua biên bản phiên họp của Tổng thống Gerald Ford và Ủy ban Ngoại giao Thượng viện tại Tòa Bạch Ốc, do chính ông Joe Biden yêu cầu triệu tập vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ Hai 14 tháng 4 1975, để quyết định số phận của miền Nam Việt Nam và 1 triệu người dân miền Nam có nguy cơ bị Cộng sản Hà Nội hãm hại, tống vào tù. Mà sau này đó, nó bắt các sĩ quan Việt Nam phải ra ngoài Bắc lên Hoàng Liên Sơn tù và chết một cách khốn nạn. Rồi ở nhà vợ con nó cộng sản hiếp. Tôi có rất nhiều điện thoại của các bà vợ cựu sĩ quan, chồng bị đi tù, ở nhà cộng sản nó ép lấy nó, vừa kể vừa khóc. Tôi có hàng chục bà vợ sĩ quan kể lại cho nghe như thế.
rất là khốn nạn. Chồng thì nó tống vào rừng, ở nhà vợ trẻ nó hiếp, lấy mấy thằng cán bộ già 50-60 què giò què chân, nếu mà không lấy nó thì nó tống đi kinh tế mới. Các bà phải gạt lệ để mà cho nó giày vò mỗi đêm. Con cái thì nó xài như nô lệ, nhà thì nó cướp. Đó là do một lỗi của một thằng Joe Biden. Vì trong năm 75, Tổng thống Gerald Ford xin Quốc hội Thượng viện ngân khoản để giúp 1 triệu người Việt Nam qua tị nạn ở Hoa Kỳ, để Cộng sản khỏi phải hãm hại, trong đó có quân dân cán chính. Nếu mà thằng Joe Biden này nhận số tiền đó để giúp người Việt Nam đi, thì cái chương trình nó đã được nước Mỹ qua Tổng thống Gerald Ford bắt đầu di tản từ mùng 1 tháng 4. Thật ra là từ ngày 28 tháng 3, sau khi mà Đà Nẵng thất thủ, là quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu bật đèn xanh cho người tị nạn đi ra ngoài khơi để thất hạm đội ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Còn chính phủ sẽ dùng tàu bay, sẽ dùng xe và tàu bay, tàu bò, tàu thủy để mà chở những người dân Việt Nam đi Mỹ tị nạn. Tổng thống Ford dùng ngân sách cho 1 triệu người. Cuối cùng thằng Joe Biden này nó bác, vì lúc bây giờ nó đang là Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, nó cúp. Vì thế Tổng thống Ford chỉ còn giúp được có 175.000 người một cách vội vã trong vòng có 10 ngày. Thế cái biên bản buổi họp này vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày thứ Hai, 14 tháng 4 1975, để quyết định số phận của miền Nam Việt Nam và 1 triệu người dân miền Nam có nguy cơ bị Cộng sản Bắc Việt, Việt Cộng hãm hại. Và cái biên bản của buổi họp này sau đó đã được giải mật vào ngày 20 tháng 8 năm 1992, và hiện nay đã được lưu trữ tại thư viện của Tổng thống Gerald Ford, để minh định sự tàn nhẫn và độc ác của Joe Biden, là một người theo đạo Thiên Chúa 31 tuổi vào năm 75. Lúc ấy người vợ trước của ông cùng với người con gái bị tai nạn xe hơi chết tại chỗ, hai đứa con trai thoát nạn. Quý vị thấy không, cái thằng này ăn ở mất dạy vô cùng, bất nhân. Vợ con mới chết mà nó vẫn cấm ông Gerald Ford không được đem người Việt Nam qua. Nó nói làm sao quý vị biết không? Nó nói rằng là Joe Biden vào thời điểm đó đã không khăng mệnh định lập trường của ông, là Hoa Kỳ không có một trách nhiệm kể cả lương tâm để di tản những người Việt Nam, ngoại trừ binh sĩ và công dân Hoa Kỳ, và hoàn toàn không quan tâm đến sự an ninh của dân miền Nam. Joe Biden nói rằng, tôi có thể cấp cho Tổng thống bất cứ ngân khoản nào để mà di tản binh sĩ Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng tôi sẽ không cho một đồng xu nào để giúp đưa người Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi miền Nam đến Mỹ. Và đây là cái biên bản của buổi họp có hình Joe Biden. Hiện nay những cái người nào mà muốn xuyên tạc là ngày đó Joe Biden không có cấm đem người Việt vào Mỹ, thì đến thư viện Gerald Ford tìm ra biên bản buổi họp vào ngày 14 tháng 4 năm 1975, họp lúc 3 giờ 30 chiều giữa Joe Biden và đại diện của Tổng thống Ford. Đây là một phiên họp mật. Quý vị hết chối cãi, nhất là Cộng sản lâm vùng, hết chối cãi bênh vực cho Joe Biden, và Đảng Dân Chủ cũng hết chối cãi để bênh vực cho Joe Biden. Rồi thêm vào đó, chúng ta lại còn có nhiều nguồn tin cho biết Cộng sản, Tàu Cộng, nó đã giao ngân quỹ cho Đảng Dân Chủ, là nếu với điều kiện Dân Chủ phải hứa, nếu như ngày 3 tháng 11 mà Đảng Dân Chủ chiếm được luôn cả Thượng viện, cả Hạ viện bằng cách là gian lận phiếu bầu bằng bưu điện, thì sau đó trong vòng 3 tháng phải truất phế Tổng thống Donald Trump. Và sau khi truất phế Tổng thống Donald Trump phải hãm hại Mike Pence để đưa bà Nancy Pelosi
lên làm tổng thống của nước Mỹ. Đó. Mà khi mà bà ta lên làm tổng thống của nước Mỹ rồi thì bà ta có quyền đem đề cử Hillary Clinton làm phó tổng thống hoặc là Michelle Obama làm phó tổng thống. Và sau khi chính phủ của Đảng Dân Chủ nắm được quyền hành, một tháng sau Nancy Pelosi xin từ chức vì sức khỏe trên 83 tuổi. Khi đó Hillary lên làm tổng thống hay là Michelle Obama lên làm tổng thống sẽ mời Tập Cận Bình qua Hoa Kỳ như là một vị đại đế, đại hoàng đế Trung Hoa, và chính thức tiếp quản nước Mỹ qua bàn tay của Đảng Dân Chủ. Và nước Mỹ trở thành bù nhìn của nước Tàu là như thế. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau khi gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại. Và chúng tôi cũng được biết bác sĩ Trọng Võ cho biết là bây giờ tác phẩm Việt Nam Paradox đã về nhiều đợt 2 và bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Quý vị muốn mua nên ghé văn phòng mạch của bác sĩ Trọng Võ. Và tác giả Hồng Thu cũng xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã thương yêu và giúp đỡ. Xin cảm ơn quý vị.